Vất quá nhanh quá nguy hiểm đi. Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết thế nào mới gọi là đua xe, mà còn ở một đẳng cấp Ấn Độ siêu đỉnh, nơi mà các tay đua bỏ qua mọi định luật vật lý hay bom tấn Mỹ cũng phải gọi bằng cụ. Nào cùng mình xem nhé. Trong căn nhà nọ, hai người này đang trao nhau những cục đờm béo ngậy đầy nồng cháy. Bất ngờ chuông điện thoại reo lên khiến người đàn ông bật dậy bắt máy. Phía sau lưng cô nàng vẫn đang ôm ấp vuốt ve anh. Nói xong anh đứng dậy sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó. Cô gái nổi cáu chỉ trích rằng tại sao anh ta không dành thời gian cho mình mà suốt ngày chỉ có công việc, rồi bảo anh ta đừng bao giờ quay trở về nữa. Ở một khung cảnh khác, phóng viên đang tường thuật lại một vụ án mà xe tải hộ tống an ninh đã bị phục kích ở đây. Rất có khả năng đây là một vụ nổ do một băng cướp đi mô tô gây ra. Một người đàn ông cao to bước đến có ý muốn vào bên trong hiện trường thì gã to béo ngăn lại nói rằng đây không phải là nơi ai muốn vào thì vào. Không ngờ rằng trước mặt mình chính là thanh tra đảm nhiệm vụ án này. Ông ta mặt cắt không còn giọt máu hô to vâng thưa sếp và dẫn thanh tra bước vào bên trong. Anh thanh tra bắt đầu xem xét tình hình, nhất định phải tóm được một đứa trong bọn chúng. Một đoàn xe mô tô lớn nhỏ đang dồ ga bốc đầu nhả khói mịt mù. Phía bên lề là cả một đám đông đứng cổ vũ và cá cược ai sẽ về nhất. Chặng cuối của cuộc đua một chiếc mô tô màu vàng nhạt bất ngờ phóng vụt lên. Anh ta bốc đầu chạy chỉ còn một chiếc bánh sau bon bon trên đường. Anh nhổ người dậy đứng thẳng lên thân xe rồi giơ hai tay tận hưởng chiến thắng. Tuy vậy vẫn chẳng em gái nào ngó ngàng đến. Bố thằng trẻ trâu làm bọn bà thua cược còn nhìn cái loèn gì. Đang phẫn nộ thì bất ngờ có một cô gái xinh đẹp bước đến gọi tên anh ta và nở một nụ cười rạng rỡ. Hai người bắt tay nhau. Cô gái nói rằng mình chính là một fan muốn làm cứng chỗ dưới của Ali. Vì yêu thích tài lái lụa của anh nên cô gái ngỏ ý muốn hỏi anh về việc mua xe cho người bạn trai của mình. Gì vậy má nội đi ra đi. Tưởng được xúc than vào lò ai ngờ lại gặp cảnh này. Ali đang dạo trên đường bất chợt thấy một đám đông đang bàn tán. Anh dừng xe và đi đến hóng hớt xem có ai rơi đồ gì không. Hóa ra thanh niên này suýt đâm trúng con chó và mọi người đang bắt anh ta xin lỗi nó. Ali liền vào hùa với chị gái kia, bỗng nhiên chú chó chạy vọt xuống đường. Anh vội chạy theo để ôm chú chó lại thì bất ngờ một chiếc xe lao đến đâm thẳng vào anh. Tỉnh dậy trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp. Cô gọi anh là Honey còn anh thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Cảm xúc của anh lúc này thật hạnh phúc biết bao. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ bên cạnh người phụ nữ này. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì chồng của nàng về. Người chồng nhăn nhó mặt mày bảo rằng trông Ali như ăn cướp. Cô vợ đưa một hộp cơm cho người đàn ông kia rồi chào nhau ra về. Trong căn phòng làm việc của trụ sở cảnh sát, người chồng bất ngờ nhìn thấy Ali một thanh niên racing boy báo cha báo mẹ số 1. Anh ta bắt đầu đi đến gara của Ali rồi lấy cớ đưa hộp cơm để lao vào điều tra. Tiếp theo giả vờ hỏi về các loại xe cộ và ngỏ ý muốn mua một chiếc. Thế là Ali đưa anh thanh tra đến chợ trời nơi còn nổi tiếng hơn cả anh ta để tìm mua xe máy mô tô. Tại đây người thanh tra bắt đầu chứng kiến những tệ nạn tiêu biểu của xã hội. Anh va phải đại ca có máu mặt rồi thách thức sự kiên nhẫn của hắn ta, đáp trả cú đấm của hắn bằng một cái bạt tai choáng váng trời đất. Chỉ trong giây lát bọn chúng kéo cả một đội quân cầm đao kiếm đến và đuổi theo hai bọn họ. Cả đất trời như quay cuồng, khu chợ náo loạn cả lên còn phía chiếc xe vẫn chạy bon bon. Đằng sau bọn chúng vẫn kiên quyết đuổi theo đến cùng và bao vây tứ phía. Ngay lúc ngàn cân treo sợi lông nách, Ali dùng ngay tuyệt chiêu của mình. Anh bốc đầu lên không trung như một chú chim đại bàng khổng lồ rồi há hết cười trong sự sung sướng. Trên đường đi về nhà họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ali biết anh là cảnh sát và có vẻ rất ngưỡng mộ anh, bởi lẽ chẳng có tên cướp nào dám làm hành động như vừa nãy cả. Anh ta cho rằng cảnh sát là ngu ngốc đến mức chết tiệt. Nói rồi hắn đưa anh cảnh sát đến nơi làm việc, xuống xe liền bị anh đấm cho một phát và lôi cổ vào phòng điều tra để đe dọa và bắt hắn khai hết tất cả những ai có liên quan đến vụ cướp. Thế nhưng đáp trả lại anh cảnh sát vẫn chỉ là sự hoang mang không biết bất cứ một cái gì của hắn. Đồng thời lúc ấy có điện thoại reo lên thông báo vừa có một vụ cướp xảy ra. Cảnh sát đang đuổi theo 4 chiếc mô tô, mà trông như bọn chúng đang dẫn đường cho cảnh sát. Trong tích tắc 4 chiếc xe rẽ thành 4 hướng khác nhau làm cho cảnh sát bị phân tán khắp nơi. Càng tăng tốc thì càng cách xa bọn chúng hơn. Rồi bất chợt người đàn ông cởi mũ bảo hiểm ra ném mạnh về phía sau khiến xe cảnh sát ngã ngửa. Sau đó bọn cướp cũng mất hút vào hư không. Phía cảnh sát thì ăn hại không tài nào tìm thấy được dấu vết của bọn chúng. Những vị trí đặt camera hay những hành động của cảnh sát bọn chúng đều biết hết và không để lại bất cứ manh mối nào. Về đến nhà anh thanh tra gặp phải Ali, anh dọa sẽ cho vợ hắn biết rằng mình là một thằng chuyên nhảy xe của người khác. Ali sợ tái mặt lắc đầu xin được tha thứ và gọi anh là đại ca của mình. Mày mà không giúp anh phá án thì khỏi về với vợ. Một người đàn ông lái chiếc xe hơi sang trọng trở về gara. Anh tóc dài thấy thế thích ngay và muốn được test thử con xe xịn sò này. Anh ta ngồi lên xe lái nhanh và cua gấp những đoạn nguy hiểm đến đáng sợ. Vừa giải thích về động cơ của chiếc xe vừa lo sốt vó như đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bất ngờ anh ra hiệu lệnh nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe mới tinh ấy lao nhanh về phía trước và rơi thẳng xuống vực. Anh ta cho rằng không ai được phá luật mà anh đã đặt ra, kể cả người đó có là anh ấy. Ngay buổi đi làm đầu tiên, tại trụ sở Ali đã lập một chiếc sòng bạc mini với những người cảnh sát. Thế nhưng điều đặc biệt là cảnh sát càng chơi lại càng thua trước người cất giữ những chiếc xe trộm cắp. Cuối cùng lại bị đại ca bắt được và nhận một cái đấm thẳng vào con mắt láo láo của mình. Sáng hôm sau cảnh sát bắt đầu đi tiền trạm địa điểm,
anh cảnh sát to béo đóng vai người bán hoa, còn Ali thì trong bộ dạng của một chú hề. Tối hôm đó, trong lúc đang rình dập kẻ trộm dưới mưa, Ali bất ngờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, xe của cô ấy bị hỏng và cô ấy muốn được giúp đỡ. Anh ta muốn phải đứng điêu luyện giống như tất cả đều nằm trong sự hiểu biết của mình. Còn cô gái thì ngưỡng mộ cười trong sự thích thú. Anh ta còn nhảy nhót theo điệu nhạc để quyến rũ cô ta. Phía bên kia, anh cảnh sát đang lắc đầu ngán ngẩm, sửa xong anh chào tạm biệt và cũng đến lúc cô gái phải rời đi. Ngày hôm sau, bọn họ vẫn tiếp tục rình rập để truy tìm dấu vết của bọn trộm nguy hiểm. Với sự am hiểu sâu rộng về mô tô của mình, Ali bất ngờ nghe thấy được chuyển động của những chiếc xe. Thế là bọn họ nhảy lên xe lao đi truy tìm dấu vết của bọn chúng. Chỉ trong tích tắc, anh đã truy đuổi được bọn chúng. Ngay trong khoảnh khắc chiếc xe cứu hỏa chạy qua, bọn họ đã băng qua toa nối của đoàn tàu. Anh cảnh sát ngồi sau giật phát đứng dậy cầm súng bắn vào bọn chúng. Phát súng đầu tiên bắn sượt qua vai nhưng không trúng. Phát thứ hai thì hắn biết được đường đi của đạn nên đã né được. Phát thứ ba bắn trúng vào lốp xe khiến chiếc xe chao đảo. Thế là hắn buộc phải nhảy ra khỏi xe. Ngay lúc đấy đồng đội của hắn ta chạy đến hỗ trợ. Hắn nhảy nhanh lên xe trông như một màn ảo thuật, thật đáng kinh ngạc. Bọn chúng tăng ga đá số đàn chó mất tiêu. Dù ga chạy hơn 3.000 km/h khiến Ali và anh cảnh sát ngây người dõi theo trong bất lực. Trong lúc nghiên cứu về con xe mới của Ali, một cuộc điện thoại gọi đến vào máy điện thoại của anh cảnh sát. Đầu dây bên kia là của một thanh niên đầu sỏ của bọn cướp. Hắn ta truy hỏi cảnh sát rằng tại sao anh ta có được một cuộc phỏng vấn truyền hình lớn đến vậy. Nhưng cảnh sát bảo không muốn nói chuyện với tội phạm và sẽ hẹn hắn ta ở trại giam. Họ thách thức nhau và hứa hẹn sẽ khiêu chiến đến cùng. Nếu như thất bại, anh cảnh sát sẽ mất luôn vụ án. Bước vào trung tâm thương mại, anh cảnh sát thấy ai cũng đáng nghi. Đang bước đi chậm rãi từ tốn thì bắt gặp một người đàn ông đeo kính bị mù. Thế nhưng kẻ mù kia chính là tên cướp mà hôm qua đã gọi điện thách thức anh cảnh sát. Anh đứng giữa con đường như kẻ tâm thần lạc lõng mất phương hướng. Tại một đêm trình diễn ca nhạc với hàng trăm triệu khán giả, những điệu nhảy cuốn hút mạnh mẽ và đầy táo bạo khiến khán giả đung đưa lắc lư hết mình. Đồng thời lúc đó anh cảnh sát cũng đang đảo mắt truy tìm dấu vết của kẻ cướp. Còn anh chàng trợ lý cảnh sát lại hào hứng nhảy lên sân khấu cùng hòa theo những điệu nhạc mạnh mẽ rung chuyển cả đất trời ấy. Kết thúc đêm ca nhạc, anh ta tuyên bố rằng tất cả số tiền trong đêm nay đều được quyên góp cho một quỹ từ thiện. Thế nhưng khi hộp đựng tiền được kéo lên, trong hộp chỉ còn vài tờ bạc lẻ, rồi bất chợt bù một cái chiếc mô tô của bọn cướp đặc biệt từ từ hiện ra. Hắn đạp đổ thùng xăng rồi ném chiếc bật lửa về phía trước. Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến mọi người ai nấy đều chạy toán loạn trong vô định. Bọn chúng chạy trước còn anh cảnh sát đuổi theo sau. Anh bắn ba phát một vào tên kia và nhảy ra khỏi đám cháy. Sau đó anh nhổm dậy ngay tức thì, dồn hết tất cả sức lực và sự căm hận của bản thân bắn liên tục vào tên chốt cuối. Hắn ta ngã lăn đùng ra và bị bỏ lại phía sau mà không ai trong đám quân của bọn chúng hay biết. Anh cảnh sát bước đến bên kẻ đã bị mình hạ gục, nhận ra rằng mình đã gặp tất cả bọn chúng trong tiệm mì xào. Sau đó anh lao nhanh đến chỗ Ali rồi đi đường quyền vào mặt đối phương vì cho rằng chính hắn ta đã phản bội mình. Ali không chịu để yên, bất ngờ phản công và chống trả quyết liệt. Trong một cuộc thi giành giải lư hương vàng, người đàn ông đầu sỏ của băng cướp cũng đăng ký vào đua. Hắn ta xuất phát muộn hơn rất nhiều so với đoàn xe nhưng vẫn quyết tâm đến cùng. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã đến ngay cạnh Ali và tăng tốc bứt phá trở thành kẻ chiến thắng trước sự kinh ngạc của hàng vạn người. Vừa về đích, hắn liền bốc đầu bánh sau và đáp đất bằng một pha xử lý tuyệt đẹp. Ông nhà cái trong vụ cá cược này như mèo húp được mỡ, cười hả hê sung sướng. Cuối cuộc đua, anh ta gạ gẫm Ali vào biệt đội của mình rồi chim én đi. Sáng hôm sau, theo lời hẹn, Ali đến nơi và trò chuyện như người quen với băng cướp. Bọn chúng cam kết rằng sau khi xong vụ này thì chẳng ai sẽ còn dính dáng gì đến nhau nữa. Nhìn ra biển có một cô gái gợi cảm đang lái mô tô nước điêu luyện băng qua những con sóng dữ dội làm Ali như gục ngã trước vẻ đẹp của cô. Anh chắp tay cảm ơn người mẹ ở trên trời đã mang cô gái đến với anh, nhưng cô ta lại vô cùng lạnh lùng. Mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là một sòng bạc lớn nhất Ấn Độ. Họ bắt đầu xâm nhập vào hệ thống của khách sạn. Người làm bồi bàn, người làm phục vụ, kẻ làm bartender, còn lại đóng giả làm hành khách du lịch đi nghỉ dưỡng. Nhưng điều bất ngờ là cảnh sát Jai và vợ cũng đến đây để nghỉ dưỡng sau khi anh từ chức. Mọi người lo lắng chần chừ rằng sẽ phải rời khỏi đây, nhưng cabin ông trùm của băng cướp vẫn quyết định chiến đấu đến cùng. Đêm nay là một đêm giao thừa tuyệt vời, mọi người nhảy nhót hát ca rất vui vẻ. Đồng thời lúc đấy bọn cướp cũng đã bắt đầu len lỏi được vào kho chứa bạc và hốt hết những cục tiền vào hành lý của bọn chúng. Khi đêm nhạc kết thúc, hai người lên xe với đống hành lý trá hình, còn lại đợi thời cơ thích hợp để chuồn ra khỏi khách sạn. Bất ngờ thay ánh đèn chợt tắt khiến mọi người ai nấy đều hoảng loạn. Trên màn hình kia xuất hiện băng video ghi lại tất cả những hành động phạm pháp của bọn chúng, mà người đứng đằng sau không ai khác chính là cảnh sát Jai. Cuối cùng cabin đã chịu khuất phục trước Jai, thì ra anh ta đã cài Ali vào làm gián điệp. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó, nhưng không. Ánh đèn chợt tắt và bọn chúng bắt đầu lên xe mô tô và bỏ chạy. Ở một bối cảnh khác, Ali đang vui mừng thì bọn chúng quay trở về. Cabin đấm liên tục vào mặt anh ta rồi bọn chúng chĩa súng vào đầu anh. Chuẩn bị bóp cò thì bất chợt ở giữa dòng sông có một người đàn ông cầm súng trên chiếc cano nhắm thẳng tay cabin và bắn một phát súng chính xác đến từng milimét. Người đàn ông ấy chính là anh cảnh sát nguy hiểm của chúng ta. Bọn chúng chạy lên xe để tẩu thoát.
Riêng cô gái duy nhất của đám cướp vẫn ở lại với Ali, cô gái ngọt ngào ấy như chìm đắm trong sự nam tính của anh. Ali lên cano để truy bắt bọn cướp, còn cô gái ở lại chờ đợi người đàn ông của mình quay trở về. Bọn chúng đang tẩu thoát thì bất ngờ chiếc cano của cảnh sát lao nhanh ra chắn ngang đường và bắn liên tục vào bọn chúng. Cuộc chiến giữa đường thủy và đường bộ y như trận chiến lịch sử của Sơn Tinh và Thủy Tinh trong truyền thuyết vậy. Họ băng qua đám lửa và dường như vừa được tiếp thêm sức mạnh của sự chính nghĩa, càng chạy nhanh hơn, băng băng về phía trước, giày móc vào chiếc xe container kia rồi nhân cơ hội nhảy lên bám lấy vào đuôi xe. Chớ trêu thay là súng của Giày đã bị rơi xuống đường. Hai người chia nhau ra chiến đấu với bọn chúng. Ali đã loại bỏ được một tên cặn bã, còn phía trên nóc xe ông trùm và anh cảnh sát đang tiêu diệt nhau như chẳng còn gì để mất. Ali bên dưới vừa nhẹ nhàng hạ cục tên tiếp theo. Hai người trên nóc xe vẫn đang giao cấu nhau ác liệt. Khi này Ali chui vào lái xe thế chỗ cho tên cướp cho đến khi Giày bắt anh dừng xe. Chiếc xe vừa kịp dừng lại thì cũng là lúc mà tên cướp cuối cùng kia lái chiếc mô tô của hắn bỏ chạy. Hắn quay lại nhìn anh cảnh sát Giày và Ali với gương mặt đầy sự khinh miệt. Cứ tưởng sẽ thoát được vụ này thì bất ngờ từ đâu hai người kia chặn cứng cả hai đầu. Ba người bọn họ đối mặt với nhau rồi tên cướp kia lao nhanh xuống vực và rơi vào đại dương mênh mông. Trong phút chót của cuộc đời, chiếc xe từ từ rơi xuống, những đồng tiền mà hắn cướp được bay lên rồi rơi vào hư không. Chính nghĩa luôn luôn chiến thắng, những kẻ phạm pháp vô nhân tính cuối cùng cũng phải sa vào lưới của pháp luật mà thôi, thật phí phạm cho một đời người. Đồng thời bộ phim cũng khơi gợi một niềm tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì chắc chắn sẽ có ngày đạt được thành công như anh chàng Ali vậy. Rồi anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp của anh suốt cuộc đời.